Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Rất vui lại được gặp các bác ở video mới của em. Hôm nay em lại tiếp tục đến thăm cái vườn sầu riêng. Thì đối với cây sầu riêng là cái cây đặc trưng của một số miền ở nước ta, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên hiện nay cũng đang phát triển rất tốt. Và trong cái thời điểm này thì cây sầu riêng cũng đang sắp sửa là cho bà con nông dân chúng ta một mùa thu hoạch mới. Tuy nhiên trong quá trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng, đặc biệt là đối với bà con chúng ta ra ngoài chợ để mua sầu riêng về ăn, gặp cái hiện tượng bị sượng múi, rất khó chịu phải không các bác? Hôm nay em sẽ cùng với các bác tham khảo lý do tại sao cái sầu riêng của chúng ta bị sượng múi và nó từ những cái nguyên nhân nào. Và trong quá trình trồng thì để chúng ta lưu ý và chăm sóc cho cái trái sầu riêng của chúng ta được cái chất lượng quả tốt nhất. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Người Tỷ Đồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Các bác thân mến, đối với cây sầu riêng xảy ra cái hiện tượng bị sượng múi thì không còn quá xa lạ đối với người trồng và người tiêu dùng của chúng ta nữa. Thế vườn sầu riêng này của một người nông dân ở địa phương em hiện nay đang cho ra rất nhiều trái và sắp được thu hoạch rồi các bác. Đây bên đây bác ấy có cây này khá nhỏ nhưng mà cũng ra khá nhiều trái các bác ạ. Rất nhiều trái và trái hiện nay rất to. Trái này phải lên đến trên 7 kg nhé các bác. Và ra từ dưới gốc lên trên ngọn luôn. Thì chúng ta hiểu cái vấn đề sầu riêng bị sượng múi là như thế nào. Thì là khi cái phần cơm của trái sầu riêng của chúng ta bị cứng và thường có màu nâu chứ không phải một cái màu vàng nhạt bắt mắt như cái màu bình thường của trái sầu riêng. Và quá trình bổ ra thì trông nó rất mất thiện cảm các bác. Và đặc biệt đây là cái hiện tượng không quá hiếm gặp ở đối với những người trồng. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này nó cũng xảy ra bị sượng hoặc là không bị sượng thì cũng tùy thuộc vào một số cái loại giống như các bác. Ví dụ như giống sầu Mon Thông của Thái Lan thì thường xảy ra cái hiện tượng bị sượng cơm. Đối với cơm của trái sầu bị cứng hoặc là xảy ra cái bị nhão. Và đối với cái loại sầu G6 ấy, thì lại cũng bị sượng múi và nó có cái hiện tượng cháy múi và cơm của nó màu nâu và thường là nó bị biến dạng các bạn. Và mỗi loại nó có một cái biểu hiện khác nhau, như giống sầu riêng sữa hạt lép ấy, thường nó xảy ra hiện tượng là cơm bị nhão mềm và cháy đối với các cái vách múi. Và các múi phát triển thì không đều nhau. Còn riêng đối với cái loại giống sầu khổ qua xanh ấy, thì xảy ra cái hiện tượng sượng múi với cái hiện tượng của nó là bị cơm bị nhão. Và trong quá trình bổ ra ăn thì chúng ta không thể cầm bằng tay. Và cái giống sầu riêng này thì thường bị sượng trong cái mùa mưa và sau những cái lần xảy ra cái mưa lớn. Thì cái hiện tượng xảy ra cái hiện tượng sượng múi và nhão múi đối với sầu riêng ấy, là thường là cái hiện tượng của nó là do không phải do cái giống quyết định. Mặc dù mỗi loại giống nó xảy ra một cái hiện tượng khác nhau, tuy nhiên thì cái giống không phải là cái quyết định xảy ra cái hiện tượng này, mà còn do quá trình chúng ta trồng, chăm sóc thì phải nắm được cái kỹ thuật, chúng ta áp dụng đúng kỹ thuật. Và cái kỹ thuật canh tác nó cũng là một cái vấn đề chủ yếu dẫn đến cái hiện tượng sượng múi, nhão múi trên cây sầu riêng. Và thường là do hai cái nguyên nhân chính là nguyên nhân cạnh tranh dinh dưỡng và cái nguyên nhân do cái yếu tố tác động của môi trường nha các bác. Thì đối với cây sầu riêng từ sau 8 đến 12 tuần kể từ lúc đậu quả thì cái cây sầu riêng nó phát triển rất mạnh, đặc biệt là phát triển mạnh ở cái phần cơm. Và nếu trong cái giai đoạn này cây của chúng ta để ra đọt
thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là cạnh tranh dinh dưỡng. Lúc này chất dinh dưỡng sẽ dồn nhiều vào để nuôi các cái đọt non phát triển. Và vì thế đối với các trái nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng và phát triển không đều, đặc biệt là nó phát triển không đều ở cái phần cơm. Còn đối với nguyên nhân nó xảy ra cái tình trạng ra đọt non ấy, thì ở cái thời điểm này là do chúng ta cái kỹ thuật bón phân và tưới nước. Nếu mà chúng ta bón thừa cái lượng phân quy định và đặc biệt là phân đạm thì sẽ cái đọt nó phát triển rất mạnh. Thì ngoài cái phát triển cái đọt thì cái cây sầu của chúng ta nó sẽ phát triển ra nhiều cái đợt hoa, nhiều đợt hoa đợt quả, nó cũng dẫn đến cái hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng. Mà đây cũng là cái nguyên nhân chính để dẫn đến ảnh hưởng đến cái chất lượng của quả sầu riêng và dẫn đến cái xảy ra cái hiện tượng sượng múi và nhão múi. Bên cạnh đó thì còn một cái yếu tố quan trọng nữa, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của quả và nó xảy ra cái hiện tượng sượng múi này là do cái yếu tố môi trường nó tác động. Cái việc quả trong quá trình chúng ta chăm sóc, cái việc quản lý cái lượng nước tưới tiêu và còn là nó có cái vai trò rất quan trọng các bác ạ. Đặc biệt nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển của cái trái sầu riêng. Thì nước là cái yếu tố có thể nói là quan trọng nhất, ảnh hưởng tới cái năng suất của trái. Và khi cái môi trường nó xảy ra hiện tượng mưa nhiều quá, cái mực nước trong đất cao thì sẽ làm gia tăng cái độ ẩm. Và đây là cái nguyên nhân khiến cái cây sầu riêng của chúng ta nó phát triển đọt non rất nhiều. Thì ngoài cái hai cái nguyên nhân chính này thì nó còn một số cái nguyên nhân khác, như là do cái đặc điểm cây và cái kích cỡ đối với trái sầu riêng. Như đối với cây của sầu riêng của chúng ta nó nhỏ và nó ra nhiều trái, và kích cỡ trái sầu riêng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng của trái sầu riêng. Và thường thì đối với các cái loại cây giống sầu riêng ấy, là được nhân giống bằng hạt, thì đối với những cây mới ra được khoảng 1 đến 2 năm đầu tiên ấy, thì hay xảy ra cái hiện tượng bị sượng múi. Đây là cái điều rất bình thường các bác. Thì đối với cây trồng bằng hạt thì nó sinh trưởng mạnh và cái đọt non thường nó sẽ phát triển mạnh hơn và dẫn đến cái việc cạnh tranh dinh dưỡng là điều không thể tránh khỏi. Và trong quá trình phát triển thì khi cây sầu riêng của chúng ta nó lớn lên, đối với những năm sau này thì cái hiện tượng sượng múi nó sẽ giảm dần đi nhé các bác. Và cái đối với đặc điểm cái kích cỡ của trái ấy, thì thường thì những cái trái lớn nó sẽ dễ bị sượng múi hơn những cái trái nhỏ nhé các bác. Tại vì những cái trái lớn là nó đòi hỏi cung cấp cái lượng dinh dưỡng nhiều hơn. Và đối với cây không cân đối dinh dưỡng thì thường nó sẽ xảy ra nhiều hơn ở trên các cái trái lớn. Nên trong quá trình chúng ta bán sầu riêng thì đối với những cái loại những cái trái mà trên 10 kg thường thì cái giá nó sẽ rẻ hơn đối với những trái bình quân từ 4 đến 7 kg nhé các bác. Và một cái nguyên nhân nữa cũng xảy ra dẫn đến cái hiện tượng sượng múi và nhão múi là do rối loạn cái dinh dưỡng. Thì khi cây của chúng ta mất cân bằng dinh dưỡng thì đây là cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân xảy ra cái hiện tượng bị sượng múi. Thường thì sầu riêng bị cháy múi là do thiếu chất bo, và cơm bị cứng là do thiếu mất cân bằng giữa các cái lượng canxi, kali và magie. Và trong quá trình trồng chúng ta cũng hạn chế bón các cái loại phân có chứa nhiều cái chất clo. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái cân bằng dinh dưỡng đối với cây. Và nó cũng là một cái nguyên nhân để khiến trái sầu riêng của chúng ta bị sượng múi. Thì từ những cái nguyên nhân mà vừa rồi em vừa chia sẻ với các bác, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của cái múi sầu riêng, dẫn đến trái sầu riêng của chúng ta bị sượng múi và nhão múi, thì chúng ta cần phải có một số cái lưu ý
để trong quá trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng chúng ta khắc phục và triệt để được cái hiện tượng này. Thì chắc chắn rồi các bác, quá trình chăm sóc thì chúng ta cần phải bón phân với cái lượng vừa đủ để tránh ra cái cây sầu riêng của chúng ta nó ra cái đọt non vào những cái thời điểm mà trái sầu riêng đang phát triển. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải điều hòa, điều tiết được cái lượng nước tưới chặt chẽ và không để đất trồng sầu riêng của chúng ta nó bị thừa nước, có độ ẩm quá cao. Đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái đọt của cái cây nó phát triển rất mạnh. Và khi chọn cây giống thì chúng ta cũng không nên trồng bằng cái phương pháp là nhân giống vô tính. Và khi chúng ta trồng sầu riêng ấy, thì chúng ta cũng nên chọn các cái loại cây giống cho đảm bảo. Chúng ta nên trồng các cái loại cây giống được nhân giống vô tính, cây được ghép. Thường thì các trại giống người ta sẽ ghép thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng đối với cái loại cây giống chúng ta ươm bằng hạt, vì như ở phần trước em cũng đã giới thiệu với các bác đấy, chúng ta các cái loại cây trồng chúng ta trồng bằng hạt, cái cây nó sẽ phát triển rất mạnh. Và thường thì cái đọt non nó sẽ phát triển mạnh hơn rất nhiều so với cái cây chúng ta nhân giống vô tính. Và chúng ta tuyệt đối không sử dụng các cái loại phân nó chứa quá nhiều cái chất clo. Trong quá trình chăm sóc cái trái cây sầu riêng của chúng ta giai đoạn ra quả ấy, thì chúng ta sử dụng các cái phương pháp để hạn chế cái đọt nó phát triển. Chung quy lại cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái việc sượng quả, sượng múi thì là do cái hiện tượng là tranh chấp dinh dưỡng các bác nhé. Nên là chúng ta dùng bằng các cái phương pháp, các biện pháp hóa học để chúng ta hạn chế tối đa cái đọt non nó phát triển. Và hiện nay bà con nông dân chúng ta thường áp dụng một số, chúng ta phun một số cái loại thuốc để chúng ta chặn đọt, hay nói cách khác là chúng ta đốt đọt. Tức là khi cây sầu riêng của chúng ta nó ra đọt đấy, thì phun các cái loại hóa chất này nó sẽ làm cháy và rụt các cái đọt lại, nó không phát triển nữa và cây sầu riêng sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi quả. Và trong cái giai đoạn cây sầu riêng ra trái thì chúng ta cũng bón phân ở mức vừa phải, chúng ta không nên quá lạm dụng và bón thừa phân, đặc biệt là đối với các loại phân đạm. Và chúng ta không dùng các loại phân như có chứa clo rua. Và khi sử dụng phân hỗn hợp NPK thì nên lưu ý các thành phần kali ở bên trong phân. Vì đối với cây sầu riêng ấy, thì nó cần rất nhiều cái lượng kali, và đặc biệt là ở cái giai đoạn trưởng thành và chín. Và bón lượng đủ cái lượng kali sẽ làm cho cái trái sầu riêng của chúng ta có cái cơm màu vàng đậm và nó ngọt hơn so với nó để phát triển bình thường. Và đến mùa cây sầu riêng ra hoa thì chúng ta cũng nên kích thích cho cái cây ra hoa nó phát triển tập trung, nó ra hoa đều đồng loạt để hạn chế tối đa cái sự tranh chấp dinh dưỡng giữa hoa với sự phát triển của các cái trái. Và khi cái trái của chúng ta nó ra sẽ đều hơn và nó giảm được cái hiện tượng bị sượng múi. Và chúng ta kích thích được cho cái hoa nó ra sớm hơn thì thường thì cây sầu riêng của chúng ta ở cái mùa nắng nó sẽ ít bị sượng múi hơn ở cái mùa mưa. Nên là chúng ta nên kích để cho cây sầu riêng nó ra sớm để tránh cái trái sầu riêng chúng ta phát triển trong cái giai đoạn mùa mưa. Và bên cạnh chúng ta vừa làm, vừa chăm sóc, vừa rút ra những cái kinh nghiệm thì cũng thường xuyên trao đổi học hỏi, đặc biệt là đối với những vườn của những người nông dân đã làm từ trước đấy rồi, người ta làm từ lâu và đã có nhiều cái kinh nghiệm hơn, thì để chúng ta phát triển được cái vườn sầu riêng của chúng ta thì chúng ta cũng nên trao đổi để học hỏi, trao đổi cái kinh nghiệm và cũng nên tham vấn cái ý kiến của một số nhà khuyến nông.
người ta sẽ nắm chắc cái kỹ thuật và trao đổi, chúng ta tham vấn để chúng ta trong quá trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng cho đảm bảo đạt chất lượng cao nhất. Như vậy là em cũng vừa cùng với các bác tham khảo cái nguyên nhân về cây sầu riêng của chúng ta bị sượng múi, nhão múi, cũng như một số cái kinh nghiệm để khắc phục. Thì em chia sẻ ở đây cũng mong sẽ cùng với các bác để có chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trong quá trình chúng ta chọn giống, cũng như trong quá trình trồng và chăm sóc, cái phương pháp chăm sóc để cây sầu riêng của chúng ta đạt năng suất cao nhất. Thì trong quá trình xem video này, các bác có những cái kinh nghiệm gì hay hơn thì cũng mong các bác chia sẻ bằng cách comment ở bên dưới video, để cho bản thân em có thể được học hỏi và thực hiện tốt hơn trong quá trình trồng và phát triển cây sầu riêng này. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau của em.